Chơi FIFA đã lâu, chắc hẳn nhiều bạn chưa biết điều này. Shotgun chắc chắn không phải là súng tiểu liên. Thật là quả trưởng các bạn à. Hello mọi người, xin chào mừng mọi người đã đến với kênh Gàn Nguyễn Minh của mình nha. Dạo này chơi TikTok nhiều quá nên bị nhiễm xíu, anh em mình thông cảm nha. Rồi, thì mình biết là có rất là nhiều bạn mà chơi FIFA rất là lâu rồi nhưng mà chưa có biết cách one shot đó anh em. One shot nghĩa là bắn shotgun, bắn một viên, một là có thể là kết liễu địch đó. Hoặc là nhiều bạn cũng biết nhưng mà biết sơ sơ á, biết nhưng mà lúc thì kéo được, lúc thì kéo không, và tỷ lệ kéo được thì ít hơn là tỷ lệ mà kéo không được á. Mình á thì mình cũng lâu lâu mình cũng kéo trượt anh em ơi, nhưng mà tỷ lệ mình kéo được á thì nó sẽ thành công nhiều hơn là tỷ lệ mà kéo không được nha. Đó, thì cho nên hôm nay mình mới hướng dẫn cho anh em. Và anh em yên tâm á, là mình á, khi mà mình làm clip nào á thì chắc chắn là mình phải làm được, mình làm clip hướng dẫn á thì chắc chắn là mình phải làm được rồi mình mới hướng dẫn anh em, chứ mình không có hướng dẫn khơi khơi đâu nha anh em. Thì sau nhiều ngày mà mình nghiên cứu các loại sách giáo khoa, các loại sách mầm non đồ của anh em thì mình đã nghiên cứu cũng khá là ok rồi. Và hàng đêm á, mỗi tối thì mình đều vào xem những bộ phim hành động của bên Nhật á anh em, cho nên là mình biết cách là để chúng ta kéo tâm và nhìn sao cho chính xác nhất rồi anh em ơi. Đó là lý do mà tại sao hôm nay mình làm clip này cho anh em xem đây nha. Đó, hướng dẫn anh em tận tình luôn. Thì cây M1014 với lại cây 1887 anh em thì nó cũng giống như, chỉ là cách kéo tâm thì cũng giống như nhau thôi, nhưng mà cây M1014 nó khó lên hơn anh em biết tại sao không? Tại vì cái tầm xa của nó không bằng cây 1887 anh em. Nếu như mà 1887 có tầm gần, tầm trung, tầm xa thì cây 1014 nó chỉ có tầm gần với tầm trung thôi. Mà anh em biết thì càng gần thì nó sẽ càng khó kéo hơn. Cho nên là cây 1014 nó ít lên hơn là như vậy đó anh em. Nếu như khoảng cách xa thì nó sẽ không kéo được. Với lại một cái nữa là 1014 sát thương ít hơn á. Nhiều khi mình bắn trúng nhưng mà kéo lâm lên đầu luôn nhưng mà nó không có chết, có 80 máu gì à. Đó là sát thương nó ít hơn á. Với lại tầm xa nó kém hơn, cho nên là mình khuyên các bạn mà mới biết kéo á thì các bạn nên kéo 1887 nha. Thì nó sẽ không có chán. Nó sẽ, chúng ta sẽ không có chán á. Và trước tiên thì mình sẽ nói xíu thì đạo nhạy nhìn xung quanh của anh em thì anh em sẽ để 100% cho mình luôn nha. Cái nhìn xung quanh á thì chắc chắn là anh em phải để 100 nó mới lên đầu được. Trước khi mà mình hướng dẫn cặn kẽ cho anh em á, hướng dẫn chi tiết luôn á, thì mình muốn anh em là xem tiếp tục video đi, xem thêm 1 phút 2 phút nữa đi thì mình sẽ, khi nếu như mà mình kéo được á thì anh em hãy học cái hướng dẫn của mình nha. Nếu mình kéo không được thì thôi. Tại vì mình không muốn làm mất thời gian của anh em, mất thời gian của nhau nữa. Nếu như mà mình hướng dẫn sớm quá thì anh em làm, anh em nói là kéo không được này nọ thì mất công lắm. Thật sự mình làm cái clip này mình rất là tâm huyết luôn. Mình kéo được mình mới làm, mình mới hướng dẫn anh em á. Rồi nếu như mà anh em chút xíu nữa anh em xem được cái khúc hướng dẫn mà anh em thấy mình hướng dẫn có thể áp dụng được á, thì anh em hãy xin cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để giúp mình có thêm động lực làm ra nhiều video nữa. Rồi bây giờ không làm mất thời gian anh em nữa, anh em hãy xem đi nha. Và cái pha hướng dẫn thì mình sẽ để ở khoảng 1 phút 2 phút nữa mình sẽ có hướng dẫn ở sau clip anh em. Cứ coi đi, ở cuối clip là sẽ có.
Hello anh em, đây là mình đây. Và như đã nói ở đầu clip thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta one shot cực kỳ hiệu quả luôn nha anh em. Và đây là cách đầu tiên nha anh em ơi. Khi mà chúng ta nhảy lên á thì chúng ta sẽ hướng cái tâm súng vào địch, và khi chân vừa chạm đất thì anh em hãy kéo thẳng nút bắn lên hướng 12 giờ nha. Làm lại nè anh em ơi, nhảy lên này, xây súng vào người địch nè, kéo nút bắn lên 12 giờ nè, đó, chân vừa chạm đất thì mình kéo lên hướng 12 giờ nha. Chân chạm đất 12 giờ đó. Kéo nút bắn lên hướng 12 giờ là ok. Chân vừa chạm đất, kéo lên hướng 12 giờ đó anh em, thấy dễ chưa? Khá là đơn giản, không có gì khó đâu anh em ơi. Chân chạm đất này, kéo hướng 12 giờ nè, đó, cách này là cách dễ nhất luôn á nha anh em. Đó, rồi đây là cách thứ hai nha anh em ơi. Cách thứ hai thì khi mà chúng ta vừa chạm đất, chúng ta sẽ kéo hình chữ C nha anh em. Kéo hình chữ C bên trái hoặc là chữ C ngược bên phải. Đó. Nếu như mà địch đang hướng bên phải á, thì mình sẽ kéo về hướng bên phải nha. Địch hướng bên trái thì mình sẽ kéo chữ C về hướng bên trái. Anh em chú ý nút bắn, mình nhìn nút bắn là biết. Địch bên phải đây, kéo về hướng bên phải đây, đó anh em thấy chưa. Khi mà địch bên nào thì mình kéo tâm về hướng bên đó. Đây, xoay người lại. Địch đang bên phải mình đúng không, kéo về hướng bên phải. Cũng khá là ok, nên khá là dễ. Nhưng mà các bạn mới thì mình khuyên các bạn là nên dùng cách đầu tiên nha. Cách mà kéo thẳng lên 12 giờ nó sẽ đơn giản hơn tí. Cách này cách nâng cao hơn tí rồi đó. Còn đây là cách thứ ba anh em ơi. Cách thứ ba thì mà khi mà chúng ta trường hợp đột xuất á, thì chúng ta không thể nào mà kéo nhảy lên được đúng không? Đó thì mình sẽ chỉ anh em cách là kéo chữ C luôn. Cách này y gan cách thứ hai nãy vậy đó anh em. Thì chúng ta sẽ kéo chữ C nha. Địch bên nào thì mình hướng chữ C bên đó. Chẳng hạn như pha này anh em mình kéo thẳng lên thì nó sẽ không vào đầu nhiều đúng không? Kéo chữ C này đó thì nó sẽ vào đó rất là nhiều luôn, vào đầu rất là nhiều luôn. Cho nên anh em chú ý là nên kéo chữ C nha. Rồi, xin chào anh em, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Bye.